trước khi mà cha trời Giêsu tỏ hiện ra từ trên mây, tức là từ thiên đàng xuống quả địa cầu đó, thì sẽ có hình ảnh, tức là sẽ có những sự việc động đất tsunami, nước biển dâng tới mây như thế này. Đồng bào coi đi mà học hỏi, coi đi mà chiêm nghiệm, bởi vì sự việc này sắp xảy ra. Lúc đó là lúc mà nhân loại khủng hoảng, khiếp sợ và đồng thời kêu trời, và cũng như lúc đó là lúc mà nhân loại thật sự mới biết kính sợ Thượng Đế. Đồng bào coi hình ảnh đây, nước biển dâng tới mây, hình ảnh này hiện ra trên mây, mà trong hình ảnh này có mặt quỷ Satan trong đây nữa. Và địa thế location ở đây, tức là Trung Cộng sẽ bị thiệt hại nặng nề nhất, bởi vì đây là các bản đồ miền Đông Bắc Á Châu, trong đó có đất nước Trung Cộng bị thiệt hại nặng nề nhất, và kế đến nữa là Nga Xô và Nhật Bản, và cũng như gần gần đó Bắc Hàn, Nam Hàn đồ chịu ảnh hưởng cũng nặng nề lắm, nhưng mà nặng nhất là ở tại Trung Cộng. Miệt dưới này, tức là Việt Nam, phiên ở phía dưới này nhẹ hơn. Và đặc biệt nước Việt Nam chúng ta được Chúa Giêsu cứu. Và đương nhiên chúng ta phải ăn năn sám hối, lập công chuộc tội, sống làm gương cho nhân loại gấp. Ở đây tôi không nói chuyện lập công bồi đức gì đây đó. Lập công chuộc tội, đây là cơ hội tốt nhất và là cơ hội sau cùng cho nhân loại. Những ai ước ao lập công chuộc tội thì đây là cơ hội tốt nhất. Đồng bào vào trang website faithgodjesuschrist.com xem xét và học hỏi. Đây là những phép lạ, đây là một số phép lạ đã hiện ra trên mây do quyền năng của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cho tỏ hiện ra để cảnh báo cho nhân loại được biết về việc tận thế đang chuyển mình, và sẽ có động đất tsunami, nước biển dâng tới mây, sẽ có nhiều quốc gia trên quả địa cầu sẽ bị nhận chìm xuống biển nước. Vì thế đồng bào nhớ nghe lời tôi hướng dẫn và nhắc nhở, bởi vì đây là sấm lệnh của Thượng Đế Toàn Năng bảo tôi nhắc nhở cho đồng bào Việt Nam chúng ta được biết trước, và kêu gọi đồng bào Việt Nam chúng ta mau mắn đồng hành với tôi thông báo những tin mừng sấm lệnh này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp. Kế nữa là tôi cho đồng bào coi hình ảnh anh hùng chiến sĩ Trận Vong hiện ra, Chúa Giêsu cho hiện ra, đây khuôn mặt anh hùng chiến sĩ Trận Vong rất rõ ràng. Hai khuôn mặt anh hùng chiến sĩ Trận Vong hiện ra, tập trung lại với nhau, nói lên hình ảnh những anh hùng chiến sĩ Trận Vong trên mọi chuyến tiến, không phân biệt thù hay là bạn. Mà khi những anh hùng chiến sĩ tuyến đầu đã hy sinh, thì lúc đó tất cả những anh hùng chiến sĩ này, linh hồn được Thượng Đế Toàn Năng đem về chốn nghỉ ngơi. Và giờ đây quý ngài đã được Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cho tỏ hiện ra trên mây để tiếp tục làm việc cảnh báo và kêu gọi nhân loại sám hối gấp. Nhìn kỹ hình ảnh những anh hùng chiến sĩ Trận Vong hiện ra trên mây, và nhiều phép lạ nữa, tôi không có thời giờ để mà nói bây giờ. Tôi sẽ cho đồng hương coi vào một cuối chương trình ngày hôm nay về những phép lạ vô cùng quan trọng mà Thượng Đế đã cho tỏ hiện ra để cảnh báo cho nhân loại về việc tận thế đang chuyển mình và sắp xảy ra. Và kính thưa đồng hương quý mến, giờ đây thì cho tôi được chút đỉnh thời giờ để mà chia sẻ, nhắc nhở cũng như cảnh báo cho đồng bào Việt Nam chúng ta.
Dòng này tôi đã thưa chuyện với tư cách là Minh Vương Việt Nam, người mà đồng hương mình, đồng bào mình, Việt Nam mình và đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta đã mong chờ hàng nhiều thế kỷ vừa qua. Kính thưa đồng bào quý mến, lịch sử đã chứng minh khi mà đất nước và đồng bào chúng ta, dân tộc chúng ta gặp những đại nạn kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt, thì lần lượt có những anh hùng, đó là ngôn ngữ của đồng bào, gán cho và ban cho như thế. Cho tôi thì tôi không biết chữ anh hùng là cái gì. Thì nói nôm na cho cùng là từ cổ chí kim, mỗi khi đất nước chúng ta gặp những đại nạn kinh hoàng khủng khiếp và khốc liệt thì Thượng Đế Toàn Năng đều ban cho một đấng chỉ huy, một đấng lãnh đạo có bản lãnh được Thượng Đế chọn lựa và rèn luyện để mà làm việc lãnh đạo cứu dân tộc và đất nước mình. Và hiện tại đất nước chúng ta và đồng bào chúng ta đang đứng trước một vực thẳm diệt vong, bởi vì có một số quốc gia láng giềng cũng như một số người vì quyền lợi trên thế giới, tức là nói nôm na ngôn ngữ bình dân đó là bọn tài phiệt tư bản đỏ, tư bản xanh, và cũng như bọn cộng sản, hoặc là bọn tự do quá trớn, hay là bọn lo đong đầy những túi tham không đáy. Nói ngôn ngữ bình dân thì đây là những cái đám hà bá đã và đang cấu xé, bóc lột, hành hạ, hãm hiếp, trấn áp đầy đọ dân tộc và đất nước Việt Nam chúng ta bấy lâu nay. Thì thưa đồng bào, chúng ta hàng bao nhiêu trăm năm nay, rất nhiều vị đã hy sinh, và hàng triệu 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 đồng bào chúng ta đã hy sinh cũng như đã chết vì những bọn tư bản xanh, tư bản đỏ, và bọn cộng sản, và bọn tự do quá trớn, và bọn tài phiệt quốc tế, vân vân và vân vân, cái đám mà hách dịch lo đong đầy những túi tham không đáy, trong đó thì có bọn tham nhũng. Hiện tại bây giờ nó đang là việc rầm rộ, cho đến bây giờ đang rộ rầm để bóc lột, cấu xé, hành hạ, buôn dân, bán nước, bán biển, vân vân và vân vân, bán sức lao động của người dân cũng như là bán dân, bán nước, vân vân và vân vân, đủ thứ chuyện. Là cái nói nôm na cái đám hà bá, cái đám bị sa tăng nó nhập, thành ra hung dữ, tham lam, ghê gớm, ghê rợn, đám bừa đó, đám mà mình nghĩ tới, mình nhìn tới, mình mắc mửa, hả, sự thật là như vậy. Tuy nhiên nếu mà chúng ta hiểu biết được lý do tại sao những con người đó họ hành xử như vậy, có bao giờ chúng ta nghĩ đến là những người đó họ là những người đang bị thế giới sa tăng điều khiển? Xin lỗi đồng bào, thỉnh thoảng tôi nói chuyện, tôi nhìn vào cái camera coi cái recording còn bao nhiêu phút. Tại văn phòng đây tôi làm việc, thưa đồng bào, cứ bằng hầu hết thời gian tôi làm việc có mình tôi à, với Chúa Thánh Thần và triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong có mặt nơi tôi làm việc để bảo vệ tôi. Ở thế giới vô hình đó, mắt thường trần tục chúng ta nhìn không thấy đâu, nhưng mà tôi làm việc có Chúa Thánh Thần bảo vệ và có hàng triệu anh hùng chiến sĩ trận vong kia bằng đã hiện ra rồi, tôi đã trình bày rồi, lúc nào cũng bảo vệ tôi. Và trở lại vấn đề là nói cho nôm na cho cùng là tại sao những người đó họ lại cư xử như thế, ham mê danh vọng ảo quyền, thế gian xảo, tư bản xanh, tư bản đỏ, tài phiệt quốc tế, rồi cộng sản, rồi tự do quá trớn, rồi tham lam hối lộ, rồi hung dữ ác độc, vân vân và vân vân. Thật sự ra bởi vì họ là những người đã và đang bị thế giới ác quỷ, thế giới sa tăng điều khiển họ. Họ đã bán danh dự và linh hồn của họ cho những túi tham không đáy, cho bọn sa tăng. Nói đến đây chúng ta cần phải hiểu điều này.
Thượng Đế tác tạo ra chúng ta có hình ảnh, hình hài giống Ngài. Và Thượng Đế tác tạo ra chúng ta có quyền chọn lựa, lựa chọn, quyền tự do, chọn lựa, lựa chọn. Thì chúng ta chọn lựa những việc làm của ác trược, tức là của quỷ Satan kêu gọi chúng ta. Thì chúng ta ráng chịu là bởi vì chúng ta đã chọn quỷ Satan điều khiển chúng ta. Chúng ta đã nô lệ cho quỷ Satan. Chúng ta sẽ phải chịu những hình phạt khi mà cán cân công lý của càn khôn của thế giới thiên loại hành xử đối với chúng ta. Những kẻ nào đã và đang sống nghịch ý càn khôn, những kẻ đã và đang sống nghịch ý của cha trời Thượng Đế toàn năng, tức là sống thiếu công bằng, tất cả chúng ta sẽ trình diện Thượng Đế để được Ngài phán xét. Thưa quý vị, đến giờ phút này thì chúng ta cần làm gì đối với, tôi nói riêng diện tộc đất nước Việt Nam ra thôi, đối với đất nước mình và đồng bào mình.